Quang Huy và Giang Thái xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Mến Yêu. Huy ơi, Giang Đố, Huy nè, khi mà chúng ta đến với mỗi một địa phương nào đó thì cái mà chúng ta cần khám phá là gì? Với một người tâm hồn ăn uống như Giang Thái, đố như vậy là Huy biết rồi, nhắc đến ẩm thực đúng không? Chính xác, nhưng mà không phải là bởi vì Giang có tâm hồn ăn uống cho nên Giang mới khám phá ẩm thực đâu nha. Ẩm thực á là đặc sản của từng vùng miền mà, đúng không? Vậy với ngày hôm nay thì Giang Thái sẽ dẫn Quang Huy và tất cả quý vị khán giả đi tìm hiểu món ăn gì đặc sản ở Gia Lai. Bí mật. Bí mật? Rồi chị nào mới bật mí? Muốn bật mí đúng không? Muốn. Bây giờ đi thì mình bật mí cho. Đi. Phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai không chỉ được biết đến với những danh thắng mà còn là nơi hội tụ nhiều món ẩm thực đặc trưng của vùng đất cao nguyên. Một trong những món ăn không thể bỏ qua ở phố núi Pleiku là phở khô, hay còn được biết đến với tên gọi khác là phở hai tô. Đây là món ăn góp phần tạo nên sự phong phú cho nền ẩm thực của cao nguyên và được Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận là một trong 10 món ăn đặc sản nổi tiếng tại Việt Nam. Phở khô Gia Lai gia truyền. Cho con hai tô phở khô nha. Nước chấm hay là tương đậu? Xin mời nha. Dạ. Xin mời ăn đặc sản Tây Nguyên nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Dạ. Dạ. Giới thiệu với Huy ha, đây là chú Nguyễn Hồng, chủ quán. Con chào chú. Rồi. Con được biết là phở khô Gia Lai của mình là đã nức tiếng gần xa từ đó đến giờ rồi, nhưng mà phở khô Gia Lai của mình này là có từ khi nào hả chú? Phở khô hay là gọi là phở hai tô này á là do một người sáng lập là người gốc từ Quy Nhơn lên đây. À. Từ những thập niên đó là 50-60, hầu đó là phở nước. À. Chứ không phải phở khô. Nhưng mà sau một thời gian mới nghĩ ra là một cái món khác cho nó lạ đấy, biến tấu từ phở nước thành phở khô. Thì nguyên liệu của cái phở này á, nó gồm bánh phở ở đây á là được làm từ gạo 100%, chứ không có pha một cái loại gì thì khác á, cho nên cái cọng phở ăn nó rất ngon. Dạ. Nước súp là nó có nhiều loại thịt, thịt gà, thịt heo, thịt bò, mà của cháu hiện tại ở trong này á là thịt bò. À. Rồi còn cái tương này là cũng do đậu nành mà ra. Là nhà mình tự làm tự chế biến luôn. Thôi bây giờ cháu trộn lên cho ăn này. Dạ, thực tế đi. Đúng rồi đó, con đang định nói bây giờ nó thơm đi. Quá, con vừa nói chuyện con vừa đói bụng. Bây giờ trước, bây giờ để con thử miếng tương coi nó làm sao nha. Dạ, thử đi. Ôi cái tương này rất là lạ nha chú. Chắc có lẽ là đậu nành tươi. Cho nên nó là khi mà làm lên thì nó rất là béo nè. Nó thanh thanh. Nghĩa là mình làm nguyên chất, không có tạp. Thử cái sợi phở rồi á thì Giang Thái cảm thấy là đúng như những gì chú nói, nó rất là bùi, nó thơm và nó rất là bùi, nó không có dai như là cái sợi hủ tiếu. Nếu mà mình ăn cái bánh này không á mà mình không có chấm thì nó hơi bị nhạt vị. Đúng. Cho nên là nếu mà mọi người mà có ăn món này thì cũng nên lưu ý là nên bỏ thử hết tương này vào trong cái phở khô của mình, sau trộn đều lên thì mình sẽ thấy nó có vị nó đậm đà hơn rất là nhiều. Thôi bây giờ hai cháu thông cảm chú nghe, xin lỗi nghe, bây giờ chú có công việc, bởi vì giờ cao điểm mà. Cho nên chú xin phép chú đi làm công việc tí. Dạ. Trước tiên là cảm ơn hai cháu rất nhiều. Và sau đó là chúc hai cháu sức khỏe dồi dào. Dạ, cảm ơn chú nha. Bye bye chú. Dạ. Chà. Bây giờ là thôi hai anh em mình tiếp tục thưởng thức tô phở này ha. Đúng rồi. Gọi là một người mà có tâm hồn ăn uống như Giang Thái thì khi mà gặp những cái món ăn ngon thì không thể nào cưỡng lại được nha quý vị. Và cái nước á, cái nước phở ở đây á thì cảm giác là nó sẽ thanh hơn so với là cái phở nước. Cái phở nước thì nó sẽ đậm đà hơn. Sau khi mà được Giang dẫn đi ăn món phở khô của Gia Lai thì Huy cảm thấy như thế nào nè? Rất đặc biệt và cũng rất là mới lạ nha. Tại vì hồi đó giờ Huy được nghe nhiều về phở khô Gia Lai mà chưa được thử. Nhưng mà Huy nghĩ rằng là đến với Gia Lai lần này thì một người có tâm hồn ăn uống như Giang Thái phải dẫn Huy đi thêm một món ăn đặc sản để thưởng thức nữa đúng không? Chính xác. Làm sao mà dẫn Huy đến Gia Lai mà chỉ ăn mỗi phở khô thôi đúng không? Bây giờ thì Giang sẽ dẫn Huy đi ăn một món cũng là đặc sản của Gia Lai luôn, đó là bún mắm cua. Bún mắm cua? Ủa, nghe tên gì lạ với vậy ta? Bây giờ lạ không, có muốn thử không? Thử chứ. Ok, đi thôi. Ngoài phở khô thì bún mắm cua là món ăn nhất định phải thử khi đến thành phố Pleiku. Người dân địa phương gọi tên món ăn này như vậy nhằm phân biệt với bún riêu cua hay các món khác chế biến từ cua.
và cũng bởi hương vị đặc trưng của món ăn này. Dạ, tụi con chào cô. Chào cô. Cô chào con. Giới thiệu với Huy, đây là cô Chi, chủ quán bún mắm cua. Tụi con là Giang Thái với lại Quang Huy đến từ Việt Nam Mến Yêu. Dạ. Thật ra thì con cũng có tìm hiểu về cái món này và con được biết là nó làm từ cua đồng lên men, đúng không cô? Món đây là trước tiên là phải cua đồng. Dạ. Cua mà cua đồng mà cua nhỏ á. Đúng của nó là phải cua ở Gia Lai đây. À, cua ở Gia Lai thì có gì đặc biệt hơn so với những cái vùng miền khác cô? Thì cua ở cánh đồng Phú Thọ ở Gia Lai đây là cái con cua nó chắc. Cua là mình về mình làm cho sạch đi rồi mình xay lọc lấy nước ủ qua một đêm. Và các cách ủ thì sẽ ủ như thế nào? Ủ trên than á. Nhưng mà mình có phải bắt cái lửa liu không? Không, không mà chị ủ cho cái than nóng thôi. Cái than nóng hàng ngày mình nấu thôi. Cô cho con hỏi là ngoài cua đồng ra thì mình còn có những cái nguyên liệu nào để tạo nên món ăn này hả cô? Bún cua đây là hương thơm của nó là nhờ cái măng với ớt tạo lên cái mùi vị thơm. Măng là măng ly, ớt là phải ớt tươi. Hồi nãy là Quang Huy có thắc mắc với con nhiều lắm là không biết rằng là cái nguồn gốc của cái món bún móng cua này từ đâu ra ạ? Món bún cua này là nguồn gốc của nó là từ Bình Định. Ăn bình thường trong gia đình thôi. Dạ. Nhưng mà khi mình bán là mình thấy khách ăn ngày một đông. Cô làm thêm da heo này. Dạ. Với hành phi. Rồi cái mắm nêm đây là bỏ vô thêm một ít ở trong khi mình ăn bún á. Dạ. Đó là cái đây là mình cô là tự tự tạo ra, chứ còn nguồn gốc của nó là chỉ có nước cua với măng với ớt thôi. Mình làm cua sống chứ không phải làm cua chết. Cô không có làm gia vị nhiều đâu. Chỉ có muối với một ít hạt nêm thôi. Hồi nãy giờ con nghe cô nói là chia sẻ là nghe cái mùi nó cũng rất là đặc biệt á, cho nên là bây giờ con ở Giang Thái muốn có được hai tô, order cô hai tô. Dạ, hai tô để ăn thử cái lúc này. Rồi, sẵn sàng. Thuộc dụ. Quang Huy tò mò lắm rồi đúng không? Nãy giờ ngồi đây cứ nhìn hoài cái gọi là cái nồi không đất lèo. Không phải Quang Huy nhìn không mà Giang Thái nhìn nhiều hơn. Tâm hồn uống bên đây chứ không phải tôi. Dạ, bên đây. Cô ví dụ con ăn một tô ăn hai trứng được không cô? Được chứ, con muốn ăn bao nhiêu con ăn chứ. Con một trứng thôi nhưng mà nhiều măng nha. Rồi. Đây, tô của con đây. Yeah, cảm ơn cô. Hấp dẫn quá à. Cô chúc con ngon miệng. Thật sự là nó chỉ hơi nặng mùi hơn so với cái món bún riêu cua ở miền Nam thôi. Giang nghĩ là rất là dễ ăn á, để mình nếm thử cái nước lèo trước nha. Ăn kèm với da heo hộp nha. Ngon nha mọi người, rất ngon nha. Không, nhưng mà cái này phải chống chỉ định là nếu như mà ai mà chúng ta không ăn được mặn thì phải nên thử trước và sau đó chúng ta hẳn cho cái mắm nêm vào. Đối với Giang thì lại vừa ăn nha. Bây giờ ăn đúng bài á. Là đây nè, mình phải bỏ một miếng bún lên đây. Xong mình thêm một cái miếng măng ở trên này nữa. Rồi mình múc cái miếng nước lèo. Rồi mình bỏ vô miệng mình thưởng thức. Ngon. Nhắc tới cua là chúng ta sẽ nhớ tới những cái món ăn rất là đặc trưng ở đồng bằng như là bún riêu cua nè, hay là lẩu cua đồng nè. Nhưng mà đến với lại Pleiku là phải thưởng thức cái món bún cua đấy. Nó là một cái hương vị rất là đặc trưng và bạn sẽ không thể nào tìm ở đâu ngoài phố núi Pleiku này nhé. Huy mà có dịp quay trở lại đây là Huy sẽ dắt những người bạn của Huy thưởng thức món ăn này tuyệt vời. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, ăn tiếp đây. Vậy là chầu này là Quang Huy trả cho Giang Thái nha. Dĩ nhiên. Ẩm thực Gia Lai không chỉ phong phú đa dạng mà còn mang nét văn hóa tiêu biểu đặc sắc, hiện hữu rõ nét ở cách ăn, kiểu ăn, phong cách ăn, từ cách chế biến, trình bày, cách trang trí cũng như cách thưởng thức từng món ăn. Chính điều này đã thu hút du khách mỗi khi đến với Gia Lai. Sau khi mà thưởng thức hai món đặc sản của Gia Lai thì Huy cảm thấy như thế nào nè? Chỉ hai từ thôi, no và ngon. Rất là ngắn gọn ha, nhưng mà cũng đủ để nói lên hương vị của món đặc sản của Gia Lai rồi đúng không quý vị? Phải nói rằng là khi đến với lại Pleiku Gia Lai của chúng ta không chỉ được thưởng thức một cái không khí trong lành mát mẻ, khung cảnh thiên nhiên thì hữu tình nên thơ, mà còn phải kể đến đó chính là những món ẩm thực rất là đặc trưng của vùng đất này. Có thể kể đến như là phở khô Gia Lai và bún mắm cua đúng không nào? Và nếu có dịp chúng ta ghé đến Gia Lai thì quý vị đừng bỏ lỡ những món ăn rất đặc trưng tại đây nhé. Còn bây giờ Giang Thái và Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại. Xã Giang Tao, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk được xem là nơi duy nhất ở Tây Nguyên còn nghề làm gốm cổ của người Mơ Nông. Trải qua nhiều thăng trầm, người Mơ Nông vẫn giữ gìn nét độc đáo của nghề truyền thống này. Mời quý khán giả cùng khám phá làng gốm cổ này cùng diễn viên Nguyễn Anh Tú và Hoa Khôi Thúy Vi trong chương trình Việt Nam Mến Yêu,
được phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.